Đi được ngang rồi đấy, đi được ngang rồi đấy. Đi này, đi đặc cấp quốc tế rồi. Bắt đằng sau. Mất thì hơi phí. Mẹ, kiếm được 10.000 đăng ký đâu phải đơn giản. Nếu mà làm chính quy 10.000 đăng ký mất mấy năm. Nếu mà làm chân chính không có video đột phá. Cứ bình thường 1 phút là 2 người đăng ký. Đến đâu không phải 1 phút là 1 giây. Anh quay anh thân mỏi tay. Anh vẫn xem rồi. Bây giờ thử thay tên đi. Thử thay tên. Thay tên thì thuật toán nó không nhận biết được cái tên chủ. Nó thay mỗi lần nó thay này, tên dưới này tên cho thay rồi. Cái ở trên cơ mà. Từ tháng 4 rồi. Cái ở trên. Trên thì nó vẫn dính ở dưới. Nó toàn gửi về cái dưới nhá. Không, thay tên là nó nhận biết là khác rồi. Như đang traveling ring giờ người biến thành xích đu vòng là khác. Đúng không? Nhà vừa đít nào mà là hơn 5 triệu rồi xem. Sắp rồi. Họ 50 triệu đấy, mỗi chị 50 triệu. Cái đồng dao kia là cái ngồi 10 phút nhỉ, ngồi phút 34.000 cái đấy giờ chắc đủ lắm rồi nhỉ. Yeah, đứt hết đấy. Ba cái đấy liên kết nhau đứt hết. Tiếng ở trên giày. Bảy giờ ấy. Này con về à? Tí về xem tivi nhá. À. Xích thủ chứ Quý Anh đâu ra này. Xích thủ cho người anh là phải vừa ra là người ta phải về, người ta chạy buổi sáng xong về nghỉ ngơi bắt đầu mới ra chơi thể thao, thế kiểu cầu thủ chuyên nghiệp ấy. Hello, hello. Đầu tiên cho xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể anh chị em trong nhóm, một ngày mới sức khỏe hạnh phúc và bình an. Thank you anh. Anh nên bay lắc đi rồi anh Hùng đang hẹn sang bên kia. Ấy à, ấy à, chui đẳng cấp ấy. Mực. Mực.
Cấm ấy. Máy qua đầu em ấy. Đấy. Nhàn tạt xích ngang đi cho nó tốc độ. Kinh. Kinh. Ấy à, ấy à. Xui. Đẳng cấp ấy. Mực mực mực.